Tức là những cái thứ này nó phải tính ở giai đoạn chiến lược rồi nha, công toàn Lê nha và chị Hương nha. Thế thì mình bắt đầu mình tính là gì? À, ở thật mà dài ngày mà phân khúc tầm trung tầm thấp, thế thì mình bắt đầu vào tiếp. À, thế thì tôi sẽ không đánh chung cư cao cấp, tôi cũng không đánh vào những cái phân khúc mà nó kiểu studio. Studio vẫn được nha, vẫn có cái nhu cầu nha, nhưng mà nhu cầu sẽ thấp hơn. Thế mình sẽ đánh vào cái gì? À, co-living mà đâu đó tầm khoảng dưới 2 triệu rưỡi một người một tháng, tôi sẽ đánh phân khúc này. Rất nhiều người sẽ có nhu cầu nha. Hoặc là gì? Nhà trọ. Hoặc là gì? Tôi sẽ đánh cái gì? Tôi sẽ đánh chung cư mini. Thì đấy chính là mình xác định chiến lược. Ngoài ra mình còn xác định gì? Rất nhiều người, người ta vào sai thời điểm. Hôm trước chúng ta đã bàn đến một người sai thời điểm khi mà họ vào thị trường vào giai đoạn nào hơn nhỉ? Có thể là vào giai đoạn Tết, Đúng rồi, trước Tết. trước Tết một chút đấy, Đúng rồi, tức là là cuối năm mà trước Tết âm lịch là ấy, thời điểm mà sinh viên hoặc là trả khi phòng. họ trả phòng rất nhiều hoặc là dân viên công sở họ sẽ đi về. Đúng rồi, Đó. thì chúng ta sẽ có những cái công cụ, ví dụ trong chương trình 6 ngày tôi sẽ hướng dẫn bạn một vài cái công cụ mà mình khảo sát online được. Hôm trước thì mới cho mọi người Google Trend thôi, nhưng mà Google Trend nó chưa chính xác được từng Chưa con chi số, tiết. thì sẽ có những công cụ nó chi tiết hơn. Tiếp này, sai tiêu chí bất động sản. Đấy, mình không nghiên cứu 3C, tức là rất nhiều người bạn là bạn lấy làm là thấy mọi người làm nhau, mình làm đi như thế, dẫn đến câu chuyện là đến lúc marketing ấy, chẳng có yếu tố gì để marketing cả, không có yếu tố gì đặc biệt, không tăng được giá, thế chỉ có cạnh tranh về cái gì, về giá, nên là không xác định được tiêu chí rồi. Tiếp đến này, có tiêu chí rồi nhưng không tìm được bất động sản, không nổi luôn, không có hệ thống môi giới, không có hệ thống tìm nguồn. Tiếp đến là gì? Khảo sát sai. Ok nhá, tìm được rồi ấy, nhưng mà khảo sát ấy, lại vào những bất động sản, ví dụ chúng tôi này sai một lần rồi này, vào các bất động sản không chính chủ, không có sổ đỏ. Một trường hợp nữa là gì? Chúng tôi vào các bất động sản ấy, sửa chữa rất nhiều, quá cũ, là riêng cái tiền sửa là quá bằng luôn cái tiền mình cho thuê, ăn hết phần lãi của mình luôn, do mình khảo sát sai. Tiếp đến là gì? Do khảo sát sai là còn gì? Định giá mua sai. Đúng ra mình chỉ thuê vào tầm khoảng, ví dụ nha, 40 triệu một tháng thôi, mình thuê luôn tầm khoảng gấu mà 48 triệu một tháng, trong khi những thằng khác nó thuê giá rẻ hơn rất nhiều, mà một đồng mình tiết kiệm được chính là một đồng mình kiếm được. Hưng đồng ý không? Có. Sau đó do khảo sát sai, định giá sai, mình lại đàm phán thất bại. Đàm phán thất bại xong, sai pháp lý. Một cái sai pháp lý rất căn bản là như này này, là những cái gì liên quan đến sửa chữa của chủ nhà ấy, thì mình lại chịu. Thế là gọi là dân gian gọi là ngu người. Đúng ra cái gì của tòa nhà mình đâu có can dự vào việc đấy đâu, thì Vâng. chủ nhà sửa. Còn cái gì mà do người thuê gây ra thì mình sửa. Thì những cái điều như thế, mình có một cái bộ nó sửa đi sửa lại tầm khoảng 20 lần, do đội ngũ của học viện, đội ngũ luật sư sửa đi sửa lại rồi, thì nó mới có một bộ đấy. Hoặc là có một cái sai pháp lý là bạn, một bạn học viên của bạn mình gọi là bạn A, thì bạn ấy sai như này này, bạn ấy đầu tư vào tầm khoảng 400 triệu sửa nội thất, sau đó chủ nhà thấy làm ăn ngon quá, chủ nhà đòi lại, trong khi cái hợp đồng với chủ nhà ấy là đền có một tháng à, thì mất có mấy chục triệu. Chủ nhà có sẵn sàng không? Sẵn sàng phá hợp đồng luôn đấy chứ. Chủ nhà lấy cớ chủ nhà đuổi ra trong cái hợp đồng mình không chặt, đấy là sai về mặt pháp lý. Chưa kể một số người, người ta xây cải tạo tốn kém, họ không có nghề, họ không có hệ thống nhà thầu duyệt, nên họ cải tạo rất là tốn kém. Có nhiều anh bảo làm cho nó đẹp, trong khi đẹp ấy, nó chỉ là phụ thôi, phải làm vừa đẹp vừa rẻ để cho hồi vốn nó nhanh thì mới là yếu tố chính. Cho thuê ra kém bởi vì không biết marketing, không biết sale, không có hệ thống tự động hóa, không có chatbot, không có hệ thống sale funnel, nên cho thuê ra rất kém, hỏng vận hành. Có một trường hợp là như này, đội ngũ mình vận hành thì có một cái anh là anh ấy ăn rất là đầu gấu, xăm trổ luôn, thì gọi đội bạn vào thì ăn nhậu. Thì lúc đấy là mình không lọc khách thuê, thế ăn nhậu thì chủ nhà gốc ấy, chủ nhà ra, chủ nhà lớn tuổi nữa, dạy ra chửi cái đội đấy. Thế là cái ông xăm trổ ra, ông bạn của cái ông thuê ở đấy cơ, là xách cổ chủ nhà lên. Sau cái đợt đấy là chủ nhà làm zoom beng lên muốn đuổi hết ra, và về sau cũng phải làm ngọt làm nhẹ, xong rồi là gì, là thôi thì bảo là cái đội kia là vi phạm rồi, đi mà đi không phải nói ngọt nói nhẹ nhá, bởi họ vi phạm hợp đồng, nhưng họ cũng là dân anh chị đấy, mình mà làm không khéo là có khi đến lượt mình luôn đấy, lên đĩa đấy. Rồi mình cũng phải xin phép lại chủ nhà các vấn đề đấy, thì đấy gọi là hỏng vận hành, mình không lọc khách. Sau này người ta chây ì đến tháng, người ta chây ì ra, mình không không nộp tiền, nhiều khi còn sót cả nộp tiền luôn, rồi thì bán bất động sản thất bại đấy. Thì đây là 12 cái rủi ro mà đúng ra nếu mà mình có thời gian mình phải đi sâu hơn một vài cái chủ điểm. Ok nhá, thì đấy là một vài cái chia sẻ đối với chị Hương và đối với chia sẻ đối với các bạn Công nha. Ok, mình sẽ quay lại các câu hỏi của các bạn này. Ok, xem bạn Công. Cái điểm này có lưu hữu ích với chị Hương và với bạn Công ạ. À, mọi người có thể comment xuống được không ạ? À, và có hữu ích với mọi người không?
Ok em.